Rồi, xin chào các bác nha. Tôi là Tính, tôi đang công tác tại Hyundai Trường Chinh. Video này tôi sẽ giới thiệu chi tiết cho các bác về cái con xe này. Đây là Hyundai Tucson phiên bản 2.0 tiêu chuẩn, bản thấp nhất của Tucson tại Việt Nam. Đây là con xe mà số VIN 2021 với mức giá niêm yết là 799 triệu. Giá đấy là chưa bao gồm các cái khuyến mãi nha. Bây giờ mua trong tháng 2 thì các bác sẽ được giảm 20 triệu đồng tiền mặt kèm theo một số cái quà tặng khác. Nếu như mà tính giá lăn bánh tại Sài Gòn thì tầm khoảng gần 900 triệu bao gồm cả bảo hiểm thân vỏ. Còn lăn bánh ở các cái tỉnh thành khác thì nó sẽ rẻ hơn. Chi tiết về bảng giá thì các bác cứ gọi trực tiếp theo cái số trên tiêu đề hoặc là kết bạn Zalo theo cái số đấy. Và tất nhiên xe sẽ hỗ trợ cho các bác vay đến vay 80%. Trả trước khoảng 250 triệu là lấy được con xe này rồi. Bây giờ tôi sẽ đi một vòng cho các bác xem con xe này nó có những cái gì nhé. Đây cũng là cái dòng xe bán khá tốt trong 4 phiên bản của Tucson tại Việt Nam. Một con crossover hạng C, nó cạnh tranh trực tiếp với Mazda CX-5. Bản này thì dẫn động một cầu là dẫn động cầu trước, sử dụng động cơ 2.0 lít hút khí tự nhiên, đi kèm là hộp số tự động 6 cấp, 155 mã lực, 192 Nm. So với con Toyota Cross đấy, thì không gian của Tucson bên trong nó rộng hơn hẳn so với con Toyota Cross. Và một cái điểm nữa đó là hệ thống treo sau trên con Tucson này là treo đa điểm, nó sẽ êm hơn hẳn so với treo sau thanh xoắn trên Toyota Cross. Các bác lưu ý nha, Toyota Cross đó, nó nằm ở phân khúc hạng B cộng thôi, nó bằng dưới con Tucson một phân khúc. Nhưng mà các bác đôi khi là dựa theo giá để mình so sánh thì các bác không biết được những cái điểm đấy. Không gian thì Tucson nó rộng hơn hẳn so với Toyota Cross và cái sự êm ái nó cũng êm hơn hẳn. Nó giúp cho người ngồi trong xe nó thoải mái hơn trên những cái hành trình. 799 triệu. Rồi bây giờ tôi sẽ đi chi tiết lần lượt từ trước ra sau, từ ngoài ra bên trong và những cái công nghệ an toàn cho các bác nắm. Động cơ thì là 2.0, hút khí tự nhiên, 155 mã lực, 192 Nm, hộp số tự động 6 cấp. Lưới tản nhiệt thì mạc chrome hết. Đèn đầu này thì đèn halogen nha, cốt pha halogen. Đèn có chức năng tự động và vẫn có một cái dãy đèn LED hình chữ L đấy, dãy LED ban ngày. Sương mù là halogen. Dưới này có một cái dãy LED nữa này các bác. Con này là đèn tự động nhưng mà gạt mưa là chỉnh bằng cơ nha. Mâm con này trang bị là mâm zin là 17 inch. Phanh đĩa trang bị ở các bánh. Khoảng sáng gầm là 172 mm. Tay nắm cửa thì được mạc chrome hết. Đây, viền chân kính được mạc chrome luôn, sang trọng. Có luôn là thanh giá nóc. Gương này là có sấy nha, chỉnh điện gập điện và có xi nhan trên gương hết. Đây, phía sau cũng là phanh đĩa hết, tất cả là phanh đĩa hết nha. Hệ thống treo sau là treo liên kết đa điểm. Đây là treo độc lập đó các bác. Còn treo trước là MacPherson. Đèn hậu LED nè. Gạt mưa phía sau nè. Có sẵn luôn một cái đuôi lướt gió nguyên zin và có một cái anten vây cá nguyên zin luôn. Phía sau này trang bị mấy cái đốm đen đen kia, đó là cảm biến lùi và có sẵn camera lùi nguyên zin theo xe. Có sấy phía sau này. Tiêu hao nhiên liệu, đây cho các bác xem tiêu hao nhiên liệu. Tối đa chạy trong phố là tầm 9 lít 7 ha. Còn các bác chạy đường trường thì tầm khoảng 6 lít mấy thôi. Cốp con này thì mở bằng cơ ha. Mở tay. Và không gian cốp thì rất là rộng. Các bác xem ở đây. Đây là một con xe 5 chỗ cho nên là cái khoang này các bác để hành lý vô tư. Đi 3-4 ngày cả gia đình là để hành lý thoải mái. Hàng ghế trên có thể gập cho nó phẳng với cái cốp này luôn. Bên dưới này còn một số đồ chơi như thế này. Bánh xe cua, đây là mâm đúc nhé. Kích thước là 17 inch luôn, 5 bánh và 5 mâm như nhau. Bộ đồ nghề tay quay con đội. Một số bọc ni lông, mấy cái dây cho các bác thắt mấy cái vị trí này, này. Có hết đầy đủ trên con xe này. Ở đây thì nó có một cái cổng 12V. Phiên bản này nó sẽ không có trang bị cửa sổ trời. Bây giờ sẽ vào nội thất cho các bác xem.
Nội thất sẽ được bọc da màu be. Các cái cửa này thì sẽ là một số chi tiết, ở đây sẽ là bằng da này, ở đây sẽ là nhựa mềm và đây là nhựa cứng. Các cửa đều có loa nhé. Loa này, xe có 6 loa. Chắc chắn là xe có auto lock rồi. Một cái thế mạnh của Tucson so với những con xe trong cùng phân khúc đó là cái không gian của hàng ghế thứ hai nó quá rộng. Rộng hơn hẳn so với Mazda CX-5. Những con mà crossover hạng C á, thì hàng ghế 2 Tucson là con rộng nhất. Không gian rất rộng và độ ngã lưng rất sâu. Nó sẽ có hai độ ngã lưng ha. Đây này, các bác có thể ngã ra nữa thì nó ra cái nấc như thế này. Ngồi rất là thoải mái. Tất cả tự động có thể nâng hạ được. Chỉ là ở đây có luôn cái bệ tỉ tay cho các bác nè, để chai nước đồ cũng được. Bọc da hết nha, nguyên zin. Tất cả là dây đai 3 điểm hết. Có sẵn luôn cho mình một cái cửa dưới hàng ghế thứ hai, một cái cổng USB để sạc các cái thiết bị di động. Đó là ưu điểm. Ưu điểm là không gian quá rộng, không gian về khoảng chân, không gian khoảng đầu và cái độ ngã lưng rất sâu. Đó là thế mạnh của Tucson trong cái hàng ghế thứ hai này. Các cái tay nắm cửa giúp các bác chắc tay hơn qua những cái đoạn đường mà chồng chành. Ghế lái chỉnh điện 10 hướng. Và đã các bác xem vào đây. Xe sản xuất 2021. Rồi, tôi đã vô cái khoang lái của con Tucson phiên bản 2.0 tiêu chuẩn. Rồi. Cái mặt táp lô này toàn bộ sẽ làm bằng nhựa mềm nha các bác, sờ rất là thích tay. Đây là sấy kính bên này, sấy kính trước. Lỗ tai cũng có sấy luôn, sấy kính sau, sấy hết. Con xe này trang bị là gạt mưa chỉnh bằng cơ, nhưng mà đèn thì chỉnh tự động. Các bác sẽ thấy ở đây là cái vô lăng được bọc bằng da nha. Toàn bộ bọc da hết. Đây là vô lăng trợ lực điện biến thiên nha. Chạy chậm thì nó sẽ nhẹ, nhưng mà chạy tốc độ cao nó sẽ siết vô lăng lại, nặng hơn, nó chắc tay hơn. Nhưng mà sẽ không có ga tự động ở đây, nó bị cắt cái option này rồi. Đấy, vô lăng này có thể điều chỉnh được 4 hướng thông qua cái lẫy phía bên dưới này. Các bác sẽ thấy đây là cái màn hình táp lô rất là cơ bản. Đây là màn hình analog từ xưa đến nay thôi. Nó mà làm màn hình digital thì nó sẽ đẹp hơn. Qua bên này thì các bác sẽ thấy đây là màn hình nguyên zin dàn nổi. Dàn nổi tức là nó nổi khối lên trên. Đây là màn hình kích thước 8 inch nha. Cảm ứng luôn. Và có sẵn cái bản đồ cho mình xài. Đây là bản đồ tiếng Việt. Update miễn phí. Vô đại lý là update miễn phí nha. Và có cảnh báo tốc độ hết. Bản đồ này cũng rất là hay đấy. Nó giống như cái Việt Map mà các bác hay xài đấy. Còn các bác không thích thì có thể kết nối Apple CarPlay để xài. Bên này có thể bấm các cái nút này nè. Có thể xài vừa cảm ứng vừa cơ luôn. Mà hình nguyên zin đấy. Về cái chất lượng âm thanh thì Tucson và Santa Fe là có chất lượng âm thanh như nhau. Tại vì nó xài chung cái con chip âm thanh như nhau. Cho nên có thể nói là âm thanh trên Tucson cũng hay như trên Santa Fe. Còn hay như thế nào thì các bác đến đại lý để được trải nghiệm nhé. Có xe cho các bác lấy thử hết. Phần này nó sẽ làm bằng da hết này các bác. Da nhưng mà trên này là nhựa mềm. Nhựa mềm và da. Nhìn nó sang trọng. Cái phần này nó là tạo một cái viền kim loại nhìn khá là tinh xảo, nhìn nó đẹp. Nút bấm start stop. Điều hòa tự động. Đây là khu vực cần số ha, hộp số tự động 6 cấp. Xe thì có hỗ trợ xuống dốc kèm theo hỗ trợ khởi hành ngang dốc. Ride mode, xe sẽ có 3 chế độ lái nha. Đây này các bác, sẽ thấy là có chế độ eco tiết kiệm nhiên liệu, chế độ sport là chế độ thể thao và chế độ comfort, 3 chế độ lái cho các bác. Ở mỗi chế độ lái thì nó sẽ can thiệp vào độ nặng nhẹ vô lăng khác nhau, cái độ nhảy chân ga khác nhau và cái tốc độ xăng số nó cũng sẽ khác nhau luôn, nó can thiệp hết. Thay đổi các chế độ lái thì mọi thứ nó cũng sẽ khác. Gương chống chói chỉnh cơ, có trên này thì có gương. Xe thì không có cửa sổ trời đâu, nhưng mà có các cái tay nắm kia cho các bác ngồi để các bác nắm qua những cái địa hình mà chồng chành. Thôi chói một xíu nha các bác. Trong này có một cái ngăn làm mát này, gió từ hệ thống điều hòa sẽ thổi ra để các cái chai nước thì nó sẽ làm mát luôn. Con xe này nó sử dụng phanh là phanh tay là phanh cơ nhé, ở dưới chân của mình á. Đây này, ngay cái chỗ chân côn đó. Không có phanh tay điện tử. Về trang bị an toàn thì con xe này nó sẽ bị cắt ở cái khoảng túi khí. Còn lại thì nó vẫn giống hệt trên các phiên bản cao. Tức là nó chỉ có hai túi khí phía trước thôi, túi bên tài và túi bên phụ.
Còn các hệ thống khác nó vẫn có đầy đủ. Như hệ thống là chống bó cứng phanh là có này, phân phối lực phanh điện tử này, hỗ trợ lực phanh khẩn cấp này, hệ thống cân bằng điện tử này, rồi cảm biến lùi này, camera lùi này, rồi hệ thống kiểm soát lực kéo, rồi hệ thống ổn định thân xe điện tử. Đấy, hỗ trợ xuống dốc, hỗ trợ khơi hành ngang dốc trên con xe này là có hết nhá. Về công nghệ an toàn thì không thiếu đâu. Nó chỉ không nhiều như trên các phiên bản cao hơn thôi. Ghế toàn bộ bọc da, nội thất bọc da. Nội thất chỉ có một màu thôi nhá, nó không có màu khác đâu. Đấy, xe 2021 đấy, khuyến mãi 20 triệu trong tháng này, 799 triệu, lăn bánh Sài Gòn tầm khoảng 900, có bảo hiểm vật chất. Để có mức giá tốt nhất và những cái ưu đãi nhiều hơn thì các bác vui lòng gọi theo cái số trên tiêu đề nhé. Cảm ơn các bác đã theo dõi, tôi sẽ chấm dứt video tại đây.